Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự nước Úc của Đài truyền Việt VTV. Và kính thưa quý vị, trong phần chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời trở lại phòng thu hình bác sĩ An Quốc Huy. Kính chào bác sĩ Huy. Chào quý Kim Hoàng, chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trong những ngày vừa qua thì chắc chắn khi quý vị theo dõi tin tức của Đài Việt VTV cũng như các trang tin hàng đầu tại Úc đều nhìn thấy những cái thông tin liên quan về cái sự bùng phát trở lại COVID-19 ở Melbourne, khi mà 6 hội đồng hành chánh tại Melbourne đã được yêu cầu người dân nên ở yên trong nhà và hạn chế di chuyển càng nhiều càng tốt. Với nhân số là khoảng gần 1 triệu người sinh sống trong 6 khu vực này, đây có thể nói là lần đầu tiên mà chính quyền của tiểu bang Victoria nói riêng và chính quyền liên bang nói chung đã khoanh vùng 6 hội đồng thành phố địa phương để mà nhắc nhở mọi người nên tránh xa những khu vực này, là bởi vì đây là những ổ dịch mà đang có một cái sự lây lan nhanh chóng trong cộng đồng. Và khi mà lây lan trong cộng đồng, đó là một cái mối lo rất lớn của các chuyên gia về y tế, là bởi vì có rất là nhiều những cái trường hợp mà thống kê cho tới ngày hôm nay cho chúng tôi thấy là hơn 50% là không hề biết nguồn gốc của sự lây lan này. Trong khi đó, các trường hợp trước đây, New South Wales cũng có rất là nhiều những trường hợp lây lan. Tuy nhiên đó là những trường hợp từ nước ngoài trở về và đã cách ly hoàn toàn an toàn với cộng đồng xung quanh. Riêng tại Victoria thì tình hình trở nên nghiêm trọng khi mà các chuyên gia y tế không rõ nguồn gốc lây lan, và chắc chắn là bác sĩ Huy cũng rất quan tâm đến vấn đề này, phải không ạ? Vâng, à? Thưa cô. Thưa quý vị, đây là một cái điều rất là sửng sốt đối với chính quyền. Trong vòng mấy ngày hôm qua đó, thì cho đến ngày Chủ nhật vừa qua đó, đã có lên tới 19 ca lây nhiễm coronavirus ở 6 cái vùng hội đồng thành phố, ở vùng Hume, Casey, Brimbank, Moreland, Cardinia và Darebin. 6 vùng này như cô Kim Hoàng vừa với cho quý vị hay đó, là có cái dân số đến trên 1 triệu người mà bất thình lình có sự bộc phát. Mặc dù cái số lượng này nếu mà đọc về cái số thì có vẻ như không có cao lắm, nhưng mà cho trong một cái khoảng thời gian vừa qua rất là khá dài là không có sự lây nhiễm và sự gia tăng của cái số người bị coronavirus đó, thì 19 người là một cái con số rất là lớn. Và 6 trường học đã phải đóng cửa, có 3 trường cho đến ngày hôm nay vẫn còn đóng cửa, thì còn 3 trường kia thì có thể là được mở cửa lại trong vòng mấy ngày tới. Cho nên đây là một cái sự kiện rất là lớn, rất là sốc đối với cái hệ thống y tế của Úc này. Vâng, kính thưa quý vị, bác sĩ Huy vừa nói là 19 ngày, 19 người nhiễm COVID-19 mới trong vòng một ngày vào ngày Chủ nhật vừa qua. Nhưng con số sau đó vào ngày thứ hai, thứ ba, đặc biệt là vào ngày thứ tư 24 tây tháng 6 là đã có thêm mỗi một ngày trên dưới 20 người nhiễm bệnh mới tại Victoria. Và hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh này đều được xác nhận là lây lan trong cộng đồng, và hơn 50% vẫn đang truy tìm nguồn gốc của cái sự lây lan. Và đây là một cái yếu tố vô cùng khó khăn cho các cơ quan y tế tại tiểu bang Victoria. Cũng vì lẽ đó mà Bộ trưởng Y tế tại Victoria là bà Jenny Michaelkos đã gia tăng thêm các địa điểm thử nghiệm xét nghiệm nhanh COVID-19 để hy vọng là tất cả 1 triệu cư dân tại 6 hội đồng thành phố nói trên, trong đó tại hội đồng thành phố Brisbane là nơi có rất đông cộng đồng người Việt của chúng ta sinh sống, bao gồm cả các khu vực St Albans, Sunshine North, Sunshine West, Caledale, là những khu vực tập trung rất đông người Úc gốc Việt. Và nếu quý vị là khán giả của Việt Pay TV thì chúng tôi cũng khẩn thiết kêu gọi mọi người là nên thử nghiệm, là bởi vì đây là cách duy nhất để có thể xác định và cách ly những trường hợp dương tính. Lý do mà Victoria rơi vào cái tình trạng hỗn loạn như ngày hôm nay là bởi vì nhiều người đã xác nhận dương tính trước đây
nhưng vẫn tiếp tục có những cái cuộc sống buông thả, vẫn có những hành động bắt tay chào hỏi một cách thân mật, hoặc là vẫn tiếp xúc với những thành viên khác trong gia đình mà không tự cách ly 14 ngày theo yêu cầu của các chuyên viên y tế. Và điều này đã khiến cho nhiều gia đình trở thành ổ dịch. Thậm chí có một gia đình với 11 thành viên đều đã được xác nhận là dương tính với COVID-19. Đó là một cái số lượng lớn. Vâng. Và đây là nó là chỉ là 10 ngày trước đây thôi. Hiện nay thì chúng ta không biết là bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người trong 6 hội đồng thành phố này đã được thử nghiệm và có kết quả hay chưa. Đó là một vấn đề. Đó là một cái điều lo. Như quý vị vừa nghe nói đó, là hiện nay có hai cái cách lây lan mà chúng ta thường thấy là một là từ những người từ nước ngoài trở về. Tuy nhiên là chúng ta không kể những cái trường hợp như là ở bên Trung Quốc chẳng hạn, ở Xin Phan Đi đó, là sự lây nhiễm là do những cái nguồn thức ăn nhập từ nước ngoài. Còn ở bên Úc chúng ta thường thường là có hai cái tình trạng. Một là do những người đi từ nước ngoài về, nhưng mà những người từ nước ngoài về đó là họ được quarantine 14 ngày ở trong những cái hotel, cho nên cái tình trạng tiếp xúc với họ đó cũng rất là hạn hẹp. Nhưng mà cái cách lây nhiễm thứ hai á, là sự lây lan trong cộng đồng, đây là một cái điều rất là đáng lo. Tại vì như cô Kim Hoàng vừa thưa với quý vị đó, là hiện nay chính phủ của Victoria đó cũng cảnh giác rất là lớn trong cái việc mà có những cái người đã thực sự là đã thử nghiệm dương tính, nhưng mà họ vẫn đi làm việc như thường, họ vẫn còn đi làm việc như là không có một cái điều gì xảy ra cả. Rồi họ vẫn đến viếng thăm, mà không phải là viếng thăm một vài người, mà nhiều khi đến viếng thăm những cái nơi mà có rất nhiều gia đình tụ họp, như là trường hợp của cô vừa mới kể là 11 người, 11 thành viên trong gia đình đều bị lây nhiễm và xác nhận là dương tính trong COVID-19. Rồi cái đương nhiên chính phủ cũng nói là có những cái die hard, những cái thói quen rất là khó bỏ đi được. Thí dụ như chúng ta gặp người chào hỏi một cách thân thiết, bắt tay, ôm chẳng hạn. Nhưng mà những cái điều đó là những cái điều trong cái thời gian này, và cho đến khi có lẽ là trong cho đến cái ngày nào đó chúng ta có thuốc trị chính thức và những cái thuốc chủng ngừa chính thức, thì những cái cách chào hỏi thân mật như thế này vẫn là một cái điều phải nói là rất là cấm kỵ, tại vì đó là một cái nguồn lây lan trong cộng đồng rất là nguy hiểm. Vâng, kính thưa quý vị, và để giảm hạ cái sự lây lan thì ngay cả Thủ tướng Scott Morrison cũng đã liên tục kêu gọi cư dân các tiểu bang khác hiện nay không nên đến Victoria, và đặc biệt là không nên đến 6 vùng hội đồng thành phố địa phương mà chính phủ Victoria đã khoanh vùng để mà thăm viếng gia đình và bạn bè. Và cũng vì cái lý do lây nhiễm cộng đồng quá nhiều mà cái lệnh hạn chế xã hội lại tiếp tục được duy trì cho tới ngày 19 tháng 7, theo nghĩa là chỉ được tối đa 5 người có quyền thăm viếng một hộ gia đình, trong khi đó các vụ tụ tập bên trong cũng như bên ngoài chỉ được ở mức là 20 người, chứ không phải được 50 người như thủ hiến Daniel Andrew đã loan báo trước đây. Và tất cả những cái giới hạn này chính phủ sẽ giữ cho tới ngày 19 tháng 7. Liên quan đến những cái trường hợp mà đã bị nhiễm bệnh do đi làm sau khi đã nhận được kết quả là dương tính với COVID-19. Lý do là bởi vì họ có những cái khó khăn về tài chính, họ không thể nghỉ làm việc bởi vì họ là những người làm việc casual, không có ngày bệnh. Và nếu họ nghỉ thì họ không có lương. Và trong những cái hoàn cảnh này, chính phủ Victoria đã có một cái biện pháp khẩn cấp, đó là cái funding gọi là hardship fund trị giá $1,500 dành cho những ai xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng đang đi làm việc. Thì các quý vị nên ở nhà và nên nộp đơn cho Centrelink để xin cái khoản trợ cấp này trong cái thời gian mà chúng ta quarantine cách ly 14 ngày, nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho gia đình cũng như là cộng đồng xung quanh. Và đây là cái chính sách của tiểu bang Victoria mà thôi, trong cái bối cảnh đại dịch lây lan quá nhiều như hiện nay. Điểm khó khăn mà chúng tôi cần phải nêu lên đó là biên giới của Victoria
cũng như của New South Wales và lãnh thổ thủ đô ACT là một cái biên giới mở, rất dễ thông thương qua lại. Và trong cái bối cảnh mọi người chờ đợi để mà được hưởng những cái chuyến du lịch tới núi tuyết thì đây là một cái khoảng thời gian vô cùng nguy hiểm, là bởi vì cư dân tại Victoria và cư dân tại New South Wales có thể gặp nhau ở những cái trạm dừng chân, đó là cái khu vực núi tuyết, là một cái sinh hoạt được hưởng ứng rất nhiệt liệt từ hầu hết tất cả các giới trẻ, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ của các trường học trong tuần này. Và đây là một cái quan ngại vô cùng lớn lao của chính quyền tiểu bang. Thực sự ra đó, thí dụ như trong tuần này đó là đài khí tượng có cho biết là New South Wales và Victoria sẽ phải kinh qua một cái a very hot week, tức là rất là lạnh. Tuần này như quý vị đã thấy đó là mấy hôm nay là mùa đông rất là lạnh hơn những cái thời gian khác. Mà thực sự ra đối với những người mà người ta đi trượt tuyết á, đây là một cái điểm rất là đáng mừng. Nhưng mà năm nay á, điểm này là điểm đáng rất là đáng lo. Quý vị nên biết là thí dụ như ở giữa Western Australia với là South Australia đó, những cái tiểu bang này đó, họ có thể đóng cửa biên giới là về cái chuyện logistic và những cái lý do khác. Tại vì ở những hai tiểu bang này chỉ có khoảng 5 con đường thật sự là liên đi cho đến cả nước Úc, nhưng mà Victoria với lại New South Wales có tới 50 con đường để mà đi ra những cái tiểu bang khác. Cho nên cái vấn đề mà bế quan tỏa cảng, phong tỏa cái cấm thành cái hai nơi này như Victoria với lại New South Wales là một cái điều rất là khó khăn, mà có thể là nói là thậm chí có thể nói là không thể làm được. Là tại vì có những, ví dụ như người trẻ chẳng hạn, có những học trò người ta đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia. Nhất là những nhau chỉ có một cái cây cầu thôi mà họ là học cùng chung một cái trường với nhau. Thí dụ như người dân ở thị trấn Albury, đó là cái khu vực biên giới giữa Victoria và New South Wales, thì học sinh có thể học cùng một trường, nhưng mà có em là cư ngụ tại Victoria, cũng có em là cư ngụ tại New South Wales, thì làm sao mà chúng ta đóng cửa được? Rồi về cái vấn đề kinh tế nữa, cái vấn đề mà đóng cửa biên giới của Victoria và New South Wales đó là không thể làm được, là vì cái vấn đề kinh tế. Như chúng ta vừa mới nói trước đây là sau vài ba tháng phải bị cô lập, tức là chúng ta phải isolate ở nhà chẳng hạn. Chính những cái điều đó về cái vấn đề tâm lý đã gây nên rất là nhiều khó khăn. Cho nên thậm chí nó xảy ra trong cái trường hợp của, đặc biệt là ở Victoria bây giờ đó, là những cái trường hợp có những người ta đã bị lây lan bệnh, đã xác nhận là dương tính, nhưng mà người ta vẫn phải đi làm vì cái vấn đề, một phần là vì vấn đề kinh tế, một phần khác là người ta không thể nào người ta ở nhà ngày này qua ngày kia được. Cho nên đây là một cái điều mà một cái điều rất là khó khăn cho chính phủ. Nhưng mà chúng ta bên nước Úc thì hầu hết những cái điều mà chính phủ quy định đó là không phải là đặt theo cái sắc lệnh, mà là đặt theo cái sự khuyên răn cho dù là có những cái khoản tiền phạt tương đối lớn, là 1.000 đến 1.500, nhưng mà cái điều đó nó vẫn là một cái tiền phạt, mặc dù nó là một số tiền lớn. Nó khác với một số những cái nước khác là khi mà chính phủ có yêu cầu một cái gì đó là chính phủ sẽ đặt một cái xác định, thí dụ như một cái trường hợp mà tiêu như bên Trung Quốc chẳng hạn. Vâng, kính thưa quý vị, bác sĩ Huy đang so sánh giữa hai cái sự bùng phát. Thứ nhất là sự bùng phát tại Melbourne và thứ hai là sự bùng phát tại Bắc Kinh. Tại Bắc Kinh thì như chúng tôi đã loan vào ngày 11 tây tháng 6 vừa qua thì chính quyền Bắc Kinh đã một lần nữa cho đóng cửa rất là nhiều những cái sinh hoạt tại thủ đô này, là bởi vì sau khi họ đã phát hiện hơn 100 trường hợp lây nhiễm mới trong một ngày. Và kể từ ngày 11 tây tháng 6 cho đến nay, rất là nhiều những cái khu chợ ở Bắc Kinh, các khu chợ bán sỉ, là những cái khu chợ hoạt động rất là sầm uất, đã được lệnh đóng cửa, ngưng hoạt động. Cư dân sinh sống tại các khu chung cư cao tầng xung quanh Bắc Kinh mà dự phóng là hơn 100.000 người đã bị khóa mình trong 4 bức phòng, 4 bức tường, không được đi ra ngoài kể từ thời điểm đó. Và còn rất là nhiều những cái sinh hoạt khác, trường học cũng đã bị đóng cửa. Và đó là những cái lệnh bắt
buộc của chính quyền Bắc Kinh để mà ngăn chặn cái sự lây lan. Ở Úc của chúng ta là một xứ tự do, người dân được khuyên là không nên ra ngoài, không nên di chuyển, chứ không phải đây là một cái sự lockdown bắt buộc, có nghĩa là buộc phải ở trong nhà. Và đó là hai cái khác nhau giữa một nước xã hội chủ nghĩa và giữa một cái sự phương Tây. Nó có mặt trái và nó có mặt phải, nó cũng có mặt xấu và cũng có mặt tốt. Những cái sự cứng rắn của chính quyền Bắc Kinh chắc chắn là không thể áp dụng được tại Úc, bởi vì tự do cá nhân là một trong những cái priority, những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Úc. Tất cả những cái việc gì chính phủ Úc làm đều phải đặt tự do cá nhân của người dân lên hàng đầu. Lấy thí dụ là cái ứng dụng truy tìm COVID Safe App, nước Úc của chúng ta đã khuyên người dân là nên tải cái ứng dụng này để mà chính quyền và các viên chức y tế có thể dễ dàng theo dõi, đặc biệt là trong cái trường hợp Victoria vừa qua. Nhưng đây chỉ là lời khuyên mà chính phủ hy vọng. Thì như thế nào? Nếu như mà người dân không muốn làm thì người dân có thể không tải ứng dụng đó. Và trước khi mà đưa ra cái lời khuyên thì chính phủ các cấp đã tranh cãi rất nhiều về vấn đề quyền tư ẩn, quyền riêng tư của người dân. Trong khi đó tại Trung Quốc không phải là như vậy. Chính phủ bắt buộc họ có những cái app theo dõi, thí dụ như là những cái mạng xã hội WeChat của chính phủ. Họ biết được người dân khi mà sống trong một cái vùng có những cái màu khác nhau, và khi một cái người sống trong vùng màu xanh di chuyển qua cái vùng màu đỏ thông qua cái ứng dụng WeChat đó, hoặc là những cái số điện thoại của người dân thôi, chính quyền Bắc Kinh họ đã biết được cái sự di chuyển đó rồi, họ không cần phải họ làm tốn thêm thời gian gì cả, và họ lập tức liên lạc với những đây người này. Đây là một điều mà không thể nào làm được ở bên Úc. Liên lạc để mà yêu cầu họ trở về vị trí của họ, hoặc nếu không thì họ sẽ bị bắt giam trong cái khoảng thời gian cần thiết nào đó, bởi vì đây là lệnh cấm di chuyển của chính quyền. Cho nên chúng ta thấy là đó là những cái mặt mà chắc chắn là người dân Úc không chấp nhận, nhưng lại rất cần thiết trong cái bối cảnh đại dịch COVID-19 lần này. Và những cái luật này thì Bắc Kinh cũng đã áp dụng khi mà họ lockdown thành phố Vũ Hán trước đây vào tháng Giêng và tháng 2 vừa qua. Cũng dùng những cái biện pháp cứng rắn như thế này. Và cái biện pháp mà thử nghiệm cũng vậy, người Úc hiện tại Melbourne đang khuyến khích 1 triệu cư dân sinh sống tại 6 cái khu vực hội đồng thành phố là nên xét nghiệm. Nhưng mà Bắc Kinh thì không, Bắc Kinh nói là bắt buộc phải đi xét nghiệm, và chỉ trong vòng từ ngày 11 tháng 6 tới nay ở khu vực thủ đô Bắc Kinh đã có hơn 3 triệu 500 ngàn người đã xét nghiệm. Trong khi đó Melbourne cho tới thời điểm này chỉ có khoảng trên 600 ngàn người xét nghiệm mà thôi, và trên toàn quốc Úc Châu thì cũng chỉ có khoảng 2 triệu 300 ngàn người đã thực hiện xét nghiệm, và cái dân số của toàn nước Úc là 25 triệu người, so với dân số tại Bắc Kinh không cũng khoảng 20 triệu người. Và chúng ta thấy cái sự khắc nghiệt của chính quyền Trung Quốc đang có tác dụng trong hoàn cảnh hiện nay. Điều đó là nó cũng phản ánh cái những cái điểm mà của Chủ tịch Hội Y tế Thế giới là Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng là có những cái xứ như chúng ta đó, thí dụ như bên Úc chẳng hạn, tại vì cái chúng ta tổng cộng là chúng ta có bao nhiêu người bị khoảng bao nhiêu người bị lây nhiễm bệnh, hiện nay cái nhân số lây lan là khoảng chừng 7.450 người trên toàn quốc Úc Châu, nhưng mà nên nhớ là trên thế giới bây giờ đã có trên 8 triệu khoảng Đô, 8 triệu. Trên 9 triệu. Mà cái số người tử vong á là đã trên nửa triệu người rồi. Dạ, gần nửa triệu người. Đó. Thành ra mà Chủ tịch Hội Y tế Thế giới á cho chúng ta biết rằng là trong cái thời điểm này á chúng ta đang sinh hoạt đó, thì cái bệnh COVID-19 vẫn còn accelerating. Accelerating có nghĩa là nó không phải là nó đi từ 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 mà vẫn phát triển mức độ rất là nhanh. Mặc dù là một số những cái nước như chúng ta là chúng ta thấy rằng là có thể là chúng ta cảm thấy là đây là một cái sự việc cũng lơ là thờ ơ, nhưng mà trên thực tế trên toàn cầu đó thì cái bệnh COVID-19 đó, vẫn còn là một cái bệnh giống như là một cái mũi dùi lao đi rất là nhanh,
Mà cái khó khăn của chúng ta bây giờ đó là chúng ta chưa có một cái thuốc, có là lát sau chúng ta sẽ bàn thêm về cái thuốc trị, và chúng ta vẫn còn chưa có một cái thuốc chủng ngừa ở in the horizon, tức là trong cái tầm mắt mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Mặc dù có nhiều cái ước đoán là khả quan là có lẽ là trước cuối năm năm nay đó là chúng ta có thể có được một cái thuốc chủng ngừa, nhưng mà trên thực tế đó là cho đến giờ phút này chúng ta vẫn còn chưa có được một cái chủng ngừa an toàn. Vâng, kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi đưa ra cái sự so sánh về hai chế độ giữa một cái xứ tự do như nước Úc và một cái chế độ khắc khe như là chính quyền Bắc Kinh, để cho chúng ta thấy rằng cái sự nguy hiểm của virus COVID-19, nếu như mà tại Úc không có những cái sự khắc khe đó, người dân được khuyên là ở nhà, nhưng nếu họ vẫn buông lỏng, họ vẫn buông thả và họ vẫn di chuyển thì không ai cấm đoán họ được cả, và do đó vẫn có nguy cơ lây lan. Và nguy cơ lây lan nhiều nhất hiện nay đang ở khu vực núi tuyết, mà chính quyền tiểu bang New South Wales đang vô cùng lo lắng, là bởi vì lệnh cho phép các cơ sở kinh doanh tại khu vực núi tuyết đã được thông báo và sẽ chính thức hoạt động trở lại. Và cũng đã có rất nhiều các tour du lịch, các khách hàng đặt nhà nghỉ hoặc là đặt những cái dịch vụ ở trên đó rồi. Hiện nay chúng tôi chỉ muốn đưa ra một cái thông điệp, nếu quý vị tham gia vào các chuyến du ngoạn ở núi tuyết thì tuyệt đối chúng ta phải giữ khoảng cách là 1,5 mét hoặc có thể là xa hơn 1,5 mét, bởi vì chúng ta không biết người đối diện với chúng ta đến từ đâu, âm tính hay dương tính với COVID-19. Và cách duy nhất để mà chúng ta không bị lây nhiễm là chúng ta phải giữ khoảng cách ở mọi nơi trong cái sinh hoạt vào cuối tuần này và trong nhiều ngày sắp tới, khi mà học sinh vẫn nghỉ học và các gia đình vẫn tiếp tục các sinh hoạt bình thường, di chuyển tới những cái khu vực ở núi tuyết. Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi không di chuyển đến Melbourne, chúng tôi không có mặt tại 6 cái hội đồng thành phố mà gọi là hotspot. Nhưng mà nếu như mà những người ở Melbourne họ đi tới núi tuyết và chúng ta có thể có một cái sự tiếp xúc rất là gần, thì như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ đem cái dương tính đó trở về Sydney và nó sẽ trở thành một cái nguy cơ lây lan trong cộng đồng ở Sydney trong những ngày sắp tới. Trong thời gian trực tuyến thì không phải nhìn nhận đây là một cái điểm rất là khó khăn để giữ được cái khoảng cách, để nhất là trong những lúc nghỉ ngơi chúng ta vào trong nhà nghỉ, rồi những cái lúc chúng ta cần dùng ở trong nhà vệ sinh chẳng hạn. Mà cái kinh nghiệm ở bên Âu Châu đó là những cái hotspot ở những cái vùng trực tuyết đó, vẫn là cao hơn tất cả những cái nơi khác. Là bởi vì con vi khuẩn COVID-19 này nó rất là mạnh khỏe trong cái môi trường lạnh. Và khí hậu càng lạnh thì nó lại càng trở nên mãnh liệt hơn và nó dễ tấn công vào những người xung quanh hơn. Và đó là một điều đã được kiểm chứng bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Và chúng tôi hy vọng là những cái thông tin này sẽ là một cái lời cảnh báo để mọi người có thể tự bảo vệ cho bản thân của mình. Vâng, trở lại những cái vấn đề vaccine vẫn là một cái bài toán khó khăn nhất mà trong hầu hết các chương trình thời sự mà Kim Hoàng thực hiện với bác sĩ Hy, Kim Hoàng đều nêu lên, là bởi vì đây có thể nói là ánh sáng duy nhất để cứu cho hơn 7 tỷ người trên toàn thế giới thoát khỏi cái sự tấn công và của con vi khuẩn COVID-19 này. Bởi vì khi mà chúng ta đã có được một cái loại vaccine rồi hoặc là một cái loại dược phẩm nào rồi thì thật sự COVID-19 chỉ là một căn bệnh cảm thông thường mà thôi, không có gì đáng lo ngại cả. Vấn đề mà cả thế giới đang lo ngại là chưa có một cái loại thuốc chủng ngừa và chúng ta vẫn đang mò mẫm từng bước đi để mà chúng ta hy vọng là có thể thoát ra khỏi COVID-19 mà thôi, chứ không có gì gọi là chắc chắn 100% hết. Và do đó quá trình tìm tòi và chế tạo ra được một cái vaccine là một trong những cái quan tâm hàng đầu của WHO. Và trong những ngày vừa qua nó cũng có vài tia sáng, phải không thưa bác sĩ? Một phần là cái vấn đề mà vaccine, rồi cái vấn đề thêm nữa đó là Chủ tịch Hội Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đó cũng nêu lên là cái thuốc chữa trị. Bài trong vòng tuần qua đó có nêu lên là có một cái loại thuốc rất là quen thuộc đối với tất cả bác sĩ, tại vì thuốc này đã được sử dụng từ năm 1960 sau Thế chiến thứ hai đó, là người ta đã dùng rất nhiều. Đây là cái thuốc dexamethasone. Dexamethasone là một cái loại thuốc dùng để chữa trị những cái bệnh khớp khớp, những cái bệnh mà viêm nhiễm, mà rất là có hiệu quả, mà chúng ta đã xài rất là nhiều, mặc dù là cái thuốc này cũng có rất là nhiều
side effect, tức là những cái phản ứng phụ, những cái phản nhưng ứng mà nó phụ. không đáng kể. Nhưng mà trên thế giới cho đến ngày hôm nay đó, người ta đã sử dụng thuốc này rất là nhiều trong những cái trường hợp COVID-19 nặng, những người mà cần tới máy thở, tức là ventilator, thì người ta thấy rằng là cái thuốc dexamethasone đó là rất là có hiệu quả để kềm lại sự viêm nhiễm. Như quý vị biết đó, là sở dĩ cái bệnh COVID-19 đó, nó có cái độ tử vong rất là nguy hiểm, là tại vì nó gây nên một cái sự xáo trộn, gây nên một cái sự mất thăng bằng trong cái sự viêm nhiễm của cơ thể. Tại vì cơ thể phản ứng quá, inflammation, tức là cái sự viêm nhiễm quá nhanh, quá nhiều. Thành ra nó có một thời gian trước đây chúng tôi cũng có bàn với quý vị đó, là có những người ở bên Mỹ đó đã ví cái thuốc, ví cái bệnh COVID-19 đó, tương tự như cái bệnh Kawasaki. Kawasaki là một cái loại siêu vi khuẩn, nó vào trong cơ thể, nó cũng làm xáo trộn cơ thể và gây nên cái sự viêm nhiễm rất là nặng. Thành ra trong cái trường hợp như vậy đó, không phải là có con virus nó gây nên cái sự tác hại trong con người, mà là có chính vì cái sự chống trả của con người. Con người chúng ta chống trả nó quá nhiều, gây nên mà cái hậu quả của sự chống trả đó là tràn dịch phổi, gây nên cái sự sơ hóa của phổi. Cho nên những người mà như cô Kim Hoàng mấy mấy lần trước có nêu lên đó là sau những cái người mà sau khi bị bệnh COVID-19 á, thì cái sức đề kháng của họ trở vấn nên đề nó kháng, yếu đề hơn kháng của trước họ đây, yếu trước hơn khi họ bị bệnh, là tại vì cơ thể nó đã sử dụng quá nhiều cái sự có nghĩa là làm việc liên tục rồi, thì giống như một cái máy vậy đó, khi mà chúng ta hoạt động với một công suất là 100W thì nó sẽ kéo dài hơn là chúng ta hoạt động với một công suất là lên đến 1000W, thì đúng không, bị phải không? Burnout Dạ luôn. Vâng, đó là một cái thuật ngữ rất là dễ hiểu, là cơ thể của chúng ta chỉ có một cái sức chịu đựng cố định mà thôi, và khi mà chúng ta phải dùng quá nhiều sức để chống chọi lại con virus này thì chúng ta sẽ bị đuối sức, chúng ta sẽ bị mất sức, khi giống như là khi chúng ta đang bơi giữa đại dương, nếu chúng ta còn sức thì chúng ta có thể bơi đến bờ, và nếu mà chúng ta đuối sức rồi thì chúng ta có thể bỏ cuộc giữa chừng. Mà khi mà cơ thể đã đuối thì coi như là giống như là collapse, thì hội chủ tịch y tế thế giới đó đã nêu lên là thuốc dexamethasone rất là có hiệu quả trong những cái trường hợp những người bị bệnh nặng. Mà cái may mắn của cái thuốc dexamethasone này á, là đây là một cái loại thuốc đã được sản xuất ra từ năm khoảng năm những cái thập niên 1960, cho nên ngày hôm nay á, nó đã qua cái gọi là qua cái thời gian kiểm tra gắt gao của Bộ gắt Y tế gao của rồi, Bộ Y tế, và cũng đã được công nhận bởi các khoa học gia rồi. Là xài là dùng được rất là có hiệu quả. Nhưng mà phải nhìn nhận là cái thuốc dexamethasone cho đến ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng là nó không có tác dụng nhiều trong những cái trường hợp mà người ta bị nhiễm bệnh COVID nhẹ, hay là bị bệnh tiềm ẩn chẳng hạn, thì nó hoàn toàn không có hiệu quả. Tại vì những người mà bị nhiễm bệnh COVID mà ở cái mức độ nhẹ thì họ có thể tự miễn nhiễm qua cái thời gian tự cách ly là 14 ngày mà không cần phải có một cái phương pháp điều trị hoặc là uống một cái loại thuốc gì cả. Miễn là chúng ta ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ thì cái quá trình đó 14 ngày chúng ta sẽ lướt qua được, và đó là cái thời gian tự cách ly mà các chuyên gia y tế yêu cầu. Còn trong khi đó, với những cái trường hợp bị bệnh nặng như bác sĩ Huy nói là phải đến bệnh viện hoặc là thậm chí phải điều trị ở khu vực khẩn cấp ICU, thì những cái loại thuốc và sử dụng máy trợ thở, thì cái loại thuốc chống viêm nhiễm này là một trong những cái công cụ rất là cần thiết cho những người này, phải không ạ? Tuyệt đối là rất là hiệu quả. Yeah. Trong những cái trường hợp bệnh nặng, cho nên có những trường hợp là người ta nghĩ rằng là nó giống như là chuyện mysterious, tức là những người 70, 80 tuổi đã vào trong ICU, trong ICU mà họ vẫn đi ra được, rất là may mắn. Vâng, và khi đó chúng ta thấy khoa học luôn luôn sẽ có những cái bài toán, những cái đáp án cho chúng ta. Vấn đề là thời gian, và trong khi mà chúng ta chờ đợi thì chúng ta phải tự cứu lấy bản thân của mình bằng cách là tránh tiếp xúc với cộng đồng, với những gì xung quanh mà chúng ta không biết là họ đến từ đâu. Và đặc biệt là tại nước Úc của chúng ta, trong cái bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát trở lại lần thứ 2 ở Victoria, rất có thể cũng sẽ bùng phát tại New South Wales
vì biên giới hai tiểu bang không thể nào đóng cửa, thì chúng ta không còn cách nào khác là chúng ta phải tự đề phòng. Và một lần nữa, khoảng cách xã hội 1,5 mét, rửa tay thường xuyên, đó là những cái biện pháp mà chắc chắn là bác sĩ Huy đang rất là muốn gửi cái thông điệp này để nhắc nhở quý khán giả, phải không? Thì quý vị, cái cơ bản của chúng ta là giữ khoảng cách là 1,5 thước, hạn chế cái sự tiếp xúc với những cái người bị bệnh COVID và rửa tay thường xuyên. Đây là những cái điều rất là cơ bản nhưng mà rất là có hiệu quả trong việc phòng ngừa và trị liệu bệnh COVID-19. Và nên tuyệt đối tránh cái vấn thói quen bắt tay hàng ngày. Khi mà chúng ta gặp những người quen thì chúng ta chỉ có thể chào hỏi, nhưng mà tuyệt đối đừng bắt tay, bởi vì đây là những cái nguyên nhân đã khiến tình trạng ở Victoria trở nên xấu đi như ngày hôm nay. Và những cái sự tiếp xúc trong thời gian sắp tới thì chúng ta cũng thấy là nó sẽ có những cái sự ngăn cách trong cái thói quen sinh hoạt, nhưng mà chúng ta cần phải tập làm quen với thói quen này, là bởi vì chúng ta sẽ không thể nào có vaccine trong năm nay 2020 được, nhanh nhất có thể theo WHO là trong vòng 6 tháng đầu của năm 2021 thì mới có được một loại vaccine do Viện Pasteur ở Pháp cùng thực hiện với Viện Đại học Oxford tại Anh Quốc. Và đó là những cái thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị cho chương trình Thời sự thì nước Úc ngày hôm nay. Cảm ơn bác sĩ Huy đã cùng tham gia chương trình. Cảm ơn cô Kim Hoàng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc quý vị một cái mùa trực tuyến vui vẻ, và với điều kiện là quý vị sẽ giữ khoảng cách 1,5 thước cho thiệt chính xác, và quý vị sẽ rửa tay thường xuyên, tránh tập trung ở những cái nơi mà có đông đảo người. Như xin vậy, kính chào quý vị. Trong vài ngày sắp tới, mỗi khi mà chúng ta gặp một người quen nào, chắc chúng ta phải hỏi là quý vị có đi trượt tuyết trở về hay không, phải không ạ? Có lẽ cái điều đó cũng là một cái câu chào hỏi chúng ta cần phải thăm hỏi người trước mặt. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ Huy một lần nữa, và Kim Hoàng xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần tới. Xin chào quý vị.